Xin chào các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em. Em là Song Thảo. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác chiếc Fortuner sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn, màu đen, biển Hà Nội, biển 30 31353. Chiếc xe này nếu như mà bác nào không thích cái biển số này thì có thể em sẽ làm cho các bác bấm biển mới ạ. Em sẽ đổi biển cho các bác. Các bác sẽ bấm biển mới. Nếu mà bác nào không quan niệm về biển nào cũng được thì cũng không sao, cứ đi biển này cũng được ạ. Chiếc này của em màu đen nhé các bác nhé, chạy 6 vạn km, sản xuất 2017. Sản xuất 2017. Đấy, rất là đẹp. Bây giờ em sẽ quay cho các bác xem. Vì lý do hôm nay là ngày 30 tháng 4 cho nên là xe không thể đánh ra ngoài được. Các đồng chí công an làm việc rất gay gắt. Đấy, nên em phải quay ở trong showroom để cho các bác xem. Lốp thì của Fortuner mà chạy 6 vạn thì còn dày lắm các bác ạ. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, dày lắm. Lốp sơ cua này. Đấy. Fortuner số sàn chạy máy dầu rất là tiết kiệm các bạn ạ. Ghế rất mới luôn. 7 chỗ máy dầu số sàn. Ghế rất đẹp nha các bác nha. Hiện tại thì chiếc xe này em đang bán với giá là 865 triệu ạ. Chiếc này thì chủ xe họ đã bọc cái trần ni lông rồi. Đấy. Rất là sạch sẽ. 865 triệu các bác nhá. Ghế rất mới luôn. Rất mới và rất đẹp. Màu đen, có màn hình rồi. Camera lùi rồi. Các bác mua chạy dịch vụ thì rất là hợp lý. Bác nào thiện chí thì có thể qua cửa hàng em xem xe trực tiếp nhé. Xe thì em đảm bảo về máy móc không đâm va, không ngập nước. Đấy, máy móc nguyên bản. Em vẫn hỗ trợ các bác vay 75%, giao xe toàn quốc. Khi cần mọi người hãy liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình nhé. Em là Song Thảo. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.